Dạ em tên là Minh Nhật, em nguyên quán em ở Đồng Nai, hiện tại em đang công tác và việc tại Hồ Chí Minh. Em tên là Thu Thảo, em 26 tuổi, thì em đến từ Lâm Đồng. Hai em quen nhau như thế nào, chuyện tình ra sao? Từ bắt đầu là lúc đây khoảng tầm hơn 2 năm. Thì đầu lần đầu tiên vợ chồng em gặp nhau là em lúc đó em còn làm ở hồ bơi, em huấn luyện viên bơi hồi trước. Thì vợ em là khách bơi ở khách bơi. Dạ. Thì cũng em làm đó cũng lâu á, cũng nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy ai. Từ khi gặp vợ em, gặp nhau từ ánh mắt đầu tiên là vợ em bước từ ngoài bước vô là em thấy để ý từ đó. Ủa sao lạ vậy ta? Tại vì huấn luyện viên ở hồ bơi á, là một ngày tiếp xúc biết bao nhiêu người bơi. Thế mà lại nên là em không có tin. Làm cả nửa năm mà không ấn tượng ai hết. Chẳng lẽ cái hồ bơi đó toàn đàn ông đi bơi? Dạ. Thế thì cái ấn tượng tại sao vợ em lại tạo một ấn tượng khủng khiếp vậy đối với em? Thấy nhìn khuôn mặt thì cảm giác quen thuộc từ lâu. Trong tiềm thức. Dạ đúng rồi, như dạng như vậy đó. Nhưng mà em vô thì là em có gặp, có nghĩa là hai người có giáp mí nhau không? Có gặp dạ có không? Hôm nay em đi bơi với hai đứa bạn. Em hiện từ quận 7 mà bơi là bơi ở Thủ Đức. Em lon ton chạy vô thì thấy anh này ngồi xếp vé này, cũng tại em hồi đó em mê trai, có phẫu thuật chứ trai mà đẹp một xíu thì sẽ đập vào mắt em. Đó nên là vô thấy anh này ngồi xếp vé cũng được thôi. Tươi đúng không? Dạ. Cái em vô em thay đồ em đi ra, rồi xếp vé xong đưa anh, rồi cũng ngại ngùng một xíu. Không xuống thì mấy bạn đang đợi dưới thì cũng có trêu em, hồ này nhiều giai đẹp lắm mày ơi. Dạ. Lúc em nhìn ảnh thì sao? Cũng bê, nhưng mà lúc đó thì chưa ấn tượng nhiều. Tại vì dưới hồ bơi có anh nữa to gấp đôi lần ảnh. Rồi tới khi nào hai bạn mới bắt đầu trò chuyện và tiến tới với nhau? Thì sau đó khoảng một tuần thì giờ em trùng chủ nhật thì giờ em đi bơi lại. Thì đó, thì đáng lẽ hôm đó là ngày em nghỉ, nhưng mà cảm giác làm sao tự nhiên mình lại xuất hiện, mình đi làm. Dạ. Hiến đó em. Dạ. Hiến đó. Thì hôm đó thì gặp em lại giờ em. Thì hôm nay quyết định là phải kiếm cách để tiếp cận. Và lấy thông tin của nhau. Dạ. Mọi người thấy không, cái gì nó cũng có cái sự khiến xui hết. Bữa đó mà ông nghĩ là biết đâu chừng chồng của cô này là ông muốn liên duyên khác. Rồi sau đó hai người đến với nhau như thế nào? Thì anh xin số thoại của em mà thông qua một cái anh bảo vệ giữ xe. Ban đầu em cũng nghi là anh này rồi, vì trong quá trình em đi bơi thì thấy anh này để ý thả thính em các thứ đó. Vậy thì cứ là không cho số điện thoại đâu, là bởi vì em nghĩ là tại em đang có kế hoạch là đi ra Hà Nội sống và ra đó thay đổi môi trường sống làm việc ngoài đó. Cái kêu thôi thì thôi cho số điện thoại đi quên chơi. Thì trong quá trình đó thì anh từ quận 7 từ Thủ Đức qua quận 7 cứ chở em đi ăn đi chơi vậy đó, vui vậy đó. Sau thì có tình cảm với nhau rồi bỏ định đi Hà Nội luôn. Dạ. Rồi anh hỏi nha, chồng em nè nhìn rất phong độ phải không, sáu múi cỡ này mặt cũng tươi tắn vậy đúng không thưa quý vị? Chắc chắn một điều là em rất ghen đúng không? Em cũng có ghen, nhưng mà trước em cũng có ghen, tức là anh ghen nữa hả? Anh ghen hơn em rất nhiều lần. Vậy là từ lúc quen nhau là anh ghen dữ lắm. Ví dụ như trong hồ bơi, cái hồ bơi đó có một anh body to gấp đôi lần ảnh. Thì em đi bơi, bạn bè em trêu em với cái anh đó. Thì anh này lúc mà quen nhau rồi á thì đến hồ bơi, em hay ngồi cùng với anh ngồi soát vé. Thấy em biết anh nó ghen rồi, thế là em vô trong phòng nhân viên em ngồi. Đấy thì anh mới bắt đầu vô nói với em là: "Em ơi đi ra đi kìa, người ta hỏi thăm em kìa." Đó. Xong rồi em kêu là không ra đâu. Kiểu em tức tối em ngồi em la hết ở trong á. Anh đi ra, không biết anh làm sao mà anh cái anh bự con đó sao phải không ghé hồ bơi nữa. Không ghé hồ bơi. Nhưng mà cái anh đó là khách hay là anh đó là huấn luyện? Dạ là khách. Khách. Là khách. Dạ. Ủa em ra em làm gì mà tao không ghé hồ bơi như vậy? Thì em ông bơi gì hơn thôi, em đứng trên bơi em ngắm. Em dò em tia hoài, khỏi bơi đâu được, người ngắm chứ sao bơi. Em ngồi em nhìn hoài đó. Tại em chỉ ngồi em ngắm thôi. Dạ em thì đi lui tới ổng đi đâu em đi theo đó vậy đó. Em đi theo đó. Bơi lên nó đi lên em bơi luôn. Mà cái đôi mắt của em là hình cái gì? Dạ hình chắc phải viên đàn. Hình viên đàn mà ổng kêu ổng nhìn ra là hình trái tim. Đúng không? Dạ ổng tự ổng mến. Cái cơn ghen của anh ấy có cái gì gọi là nó còn nặng đô hơn nữa không? Thì trong quá trình quen nhau đó nữa, sau khi xong một tuần mình đến với nhau á, thì anh ghen với tất cả mọi người xung quanh em, bạn bè em, những em bé nhỏ tuổi hơn nữa. Nhỏ hơn 4 năm tuổi cũng ghen nữa. Trời ơi. Dạ. Nói chung anh hỏi là ví dụ như đàn ông mà nhìn em anh có ghen không?
Có. Có gì để biết anh đúng rồi. Sai phục má. Nhìn dân nha. Đúng không? Đúng không? À. Nhưng mà sao mà em ghen dữ vậy? Nói gì nghe coi. À, không, chắc là bị cuồng chị. Cuồng yêu sao? Ghiền vợ quá. Quá đúng không? Ghiền vợ quá. Thì yêu. Cảm giác như mình lúc đó, tại vì thời gian đó là em nghỉ làm ở dưới hồ. Ừ. Em ở nhà, em kinh doanh, tự kinh doanh. Thì nói chung là thời gian rảnh em rất nhiều. Thì giờ em đi làm thì tiếp xúc với nhiều người hay này kia thì đôi khi tâm trạng mình cảm thấy lo lắng. Tại người ta ở ngoài người ta đang hơn mình rất là nhiều thứ. Tức là lúc nào cũng cảm giác là mình sẽ bị mất vợ. Dạ đúng rồi. Anh hỏi em nè, có bao giờ mà anh ấy ghen mà anh ấy áp lực lên em không? Có. Dọa. Có. Thí dụ. Là cái có lần ghen với một cậu học sinh đăng ký bằng lái. Trời, một cậu học sinh. Nó học sinh thôi chứ lớn anh. Dạ. Nhưng mà thằng nhóc đó thì to con hơn anh này. Đó thì nó chạy mô tô thi như A2 sao á. Cái nhóc đó hay nhắn tin cho em kiểu chị em á, vậy mà anh này cũng ghen, lôi ra cãi nhau. Ở trong nhà cãi thì sợ mẹ của anh nghe thấy, thế bắt đầu lôi ra ngoài sân ngồi đứa cãi. Cãi mà phải cãi nhỏ thôi, không cho thầy xóm nghe. Em thì muốn cãi nhỏ thôi mà anh cứ anh này anh tức lên rồi sao, anh có thể hiện không? Có tát mà tao dạ không. Anh này không đánh em, chỉ có đúng một lần là lôi vào trong nhà cãi nhau trong cái phòng rồi. Xong rồi em khóa cửa lại rồi, kiểu là em không còn gì để nói nữa. Thì nhà anh xuống bếp còn lấy con dao. Cái hàng mở cửa, lau cọc rồi. Em giống như trong phim kinh dị á, anh lấy chìa khóa ở đâu anh mở được cái anh đi vô. Kiểu chết rồi. Xong rồi em kêu, xong rồi anh đưa dao rồi. Cái gì mày gì em không nhớ, nhưng mà kiểu đe dọa á. Cái em nghĩ thôi thì chết thì cũng chết thôi, mày đâm ra đi đó. Cái này không, cuối cùng sao không, cuối cùng anh buông dao, anh thua em rồi. Phải là cố tình lấy dao, tại em muốn nói chuyện cho hết cho xong. Bây giờ em thì im mà khóa cửa trái phòng lại thì em phải lấy dao thì lan nhỏ rồi em mở cửa phòng. À, ông lấy cái dao ông cạy cửa. Cạy cửa rồi thì cạy cửa vô được trong đó thì giờ em cầm dao. Hôm qua cái miệng cô này là cầm cái dao lên hăm dọa. Rồi sau khi tụi em cưới nhau được bao nhiêu lâu? 6 tháng à? Dạ 6 tháng. 6 tháng. Ngoài cái tật xấu là ghen ra thì ảnh còn tật xấu nữa không? Không kiên định lắm. Tại vì ví dụ như một trong công việc có hai đứa mà có ý kiến á, thảo luận với nhau, em đưa ra ý kiến thì anh lại phản bác. Mà còn em hỏi ý kiến của anh á thì anh lại không ra được ý kiến. Không tìm được điểm chung chứ. Ừ. À. Em... còn gì nữa? Cái đó nữa thôi. Hết rồi. Dạ. Bây giờ tới em đó, giờ em có tật xấu gì không? Giờ em thì còn mùi cái là bắt đầu giờ ghen ngược lại. Ví dụ như ra đường con gái, bắt bạn gái đi ngang đi về nhiều mà vô tình em đưa mắt em nhìn thôi, xẹt con mắt em kêu nhìn gái rồi bắt đầu ghen. Thì lúc em lướt lên thì ví dụ thì cô gái nào mặc bikini chụp hình là hỏi ai đây, ai vậy, kết bạn khi nào, tìm nguyên nhân rồi sao không lóc đi, không lóc đi. Cái đề đấy là để bắt đầu cãi qua cãi lại, bắt đầu em khùng nữa, điên, bắt đầu giận nhau rồi. Tức là xâm phạm đời tư cá nhân nha. Rồi bây giờ em đi. Dạ. Em mong muốn là em xã của mình thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong vợ em là nói chung ghen thì vẫn muốn ghen biết tiền tội yêu mình, nhưng mà chị là đúng, ghen đúng. Tại vì bên ngoài em rất là thương vợ, em không bao giờ làm việc gì sai trái vợ em đó. Thứ hai là bớt càm ràm lúc mà em đang gặp stress này thì này kia, thì vợ em cũng không hiểu là lúc em đang bực bội khó chịu người công việc cứ càm ram miết, thì cảm giác em bực bội thế, thành ra hai bên chuyên gia cãi lộn nhau vì những vấn đề như vậy. Em mong muốn người ấy thay đổi điều gì? Hồi trước anh hay ghen thì em muốn anh bớt ghen, nhưng bây giờ hết rồi, đỡ rồi, thì bây giờ anh là nóng tính thôi. Vừa rồi hai đứa mới đập xong hai cái điện thoại xong. Mới đập xong hai điện thoại. Dạ. Mà chuyện đó là chuyện công việc hay là chuyện ghen tu? Chuyện ghen tu. Chuyện ghen tu. Chồng thì bớt ghen rồi đúng không? Rồi bây giờ qua tới vợ. Dạ. Bây giờ em đã hiểu được cảm xúc của vợ em hồi đó chưa? Lúc mà khi em đang cuồng ghen á. Dạ cũng tương đối hiểu rồi chị. Hiểu thiệt không? Để hỏi thiệt. Dạ. Nói với vợ đi là anh hiểu chưa? Thì trong chương trình này anh cũng hiểu. Lúc trước tương đối anh cũng sai. Ghen em nhiều quá làm em cũng khó xử trong quan hệ và bạn bè rồi cũng như công việc. Đó thì bây giờ là chồng đã xác nhận là chồng hiểu rồi, giờ không cần thử nữa đâu. Thì còn lại là cái vấn đề đúng là mày tao thì... Em mỗi lần nghe mày tao em có đã không? Dạ, nghe khó chịu không chị? Khó chịu không? Em nói cái chuyện gì, con gái nói chuyện gì, nít nét ấy. Nhưng mà còn ngày xưa lúc em nói là lúc mà hai đứa nói mày tao thì em có thích không? Em thấy thoải mái.
Đó, thấy chưa, bây giờ nó chinh nhau có cái vụ đó thôi. Tức là chị vợ đó thì chị vợ lúc gây lộn nói mày tao, chị vợ mới đã. Còn anh chồng thì là không thích cái mất nết đó. Bây giờ làm sao ta? Bây giờ ai sẽ là người thay đổi ta? Dạ, em sẽ cố gắng. Đó, thôi hai đứa tự thì thầm hứa với nhau đi. Chúng tôi không nhìn đâu. Em sẽ bớt sân mày tao. Chị bớt, bớt đi bỏ. Không bớt đi bỏ. Tao hứa với mày, tao sẽ bớt kêu mày tao. Thôi, hy vọng là tốt. Khi mà bớt được rồi là sẽ bỏ luôn. Chúc hai em hạnh phúc và vui vẻ và mau chóng đừng bao giờ có cái từ mày tao xuất hiện trong gia đình nữa. Dạ. Xin chào em.